tổ chức của Miss Grand International họ có nhìn thấy điều đó hay không? Đó là từ bộ cánh thiên thần, là nói về Covid, là của những cái chiến sĩ chống Covid, đến cái bài hùng biện cũng là nói về cái câu chuyện đó, và đến cái câu hỏi ứng xử của top 5 người bạn muốn gặp ai cũng là một cái câu liên quan tới cái đó, nghĩa là cái sự thông minh của Tiên nó liên kết tới như vậy, và cái sự logic trong đó có nghĩa là tôi, cái tiếng nói của tôi ngày hôm nay ở đây là câu chuyện này, và tôi đi theo một cái chuỗi như vậy, thật sự rất là thông minh ở cái chỗ đó, nó ăn nhập á, gọi là nó matching với nhau chứ không phải là những cái câu rời rạc. To cheer the one I speak to, I would like to say thank you to the one who invented AstraZeneca, and with she doesn't need the money from the invention license. And I will spread the thanks to her and to all the people to know that I feel so grateful because of her. Sometimes you need to do the good things, but doesn't need to give the credit for it. Thank you.